xin mời các bạn nghe bài tản văn của bác sĩ Nguyễn Trọng Quỳnh, diễn đọc Bùi Thị Nguyệt. Nhân đề bài tản văn: Đòn thù. Nhân ngày thiên hạ phóng sinh. Thằng Cần bắt được con khỉ rồi chúng mày ơi. Thằng Lóng đứng giữa sân gào to, thế là cả bệnh viện nhộn nhạo hết cả lên. Mấy thằng đang chơi bóng chuyền bỏ sân, bỏ bóng, co giò phóng về hướng tay thằng Lóng chỉ. Khoa nào khoa ấy xô cửa ầm ầm, tất cả chạy ùa về khu lán của đội vệ binh gần cổng. Anh Sự, bệnh viện trưởng, mặc quần đùi, áo lót đông xuân cộc tay, đẩy cửa bước ra hè, tay xoa xoa cái bụng phệ, đứng ngó nhìn lính tráng đổ xô về một phía. Tôi buông cây đàn xuống giường, bước vội vàng theo mấy cậu y tá. Đi ngang qua nhà chỉ huy, anh Sự hất cằm hỏi: Cái gì thế cậu? Chào thủ trưởng ạ, em thấy chúng nó bảo thằng Cần vệ binh bắt được con khỉ to. Ngó nghé tí ạ. Hừ, mấy cái thằng tuổi bố trẻ con rồi mà không khác gì trẻ con. Không biết anh chửi thằng bắt khỉ hay thằng đi xem khỉ. Anh là người Thái Bình, hay nói mát mẻ bóng gió. Con khỉ khá to bị buộc dây thừng, một đầu dây vòng chéo cổ và nách, một đầu dây cột vào gốc cây hoa đại to trồng giữa sân của tổ vệ binh. Tôi không biết phân loại khỉ, thấy con này giống như những con khỉ vẫn thấy trước đây, chẳng có gì đặc biệt. Thằng Cần không phải người dân tộc thiểu số, nhưng quê nó vùng Trung Du Bắc Bộ nên đi rừng cải bẫy chẳng kém mấy cậu người Thái người Mường. Việc nó bẫy được con khỉ không có gì là lạ. Bệnh viện dã chiến được bố trí dài trên một quả đồi đã được san bằng phẳng, độ cao hạ thấp. Sau lưng bệnh viện là con suối nậm hom. Vào mùa khô, chỗ nông nước chỉ ngang gối, chỗ sâu nước ngang cổ. Đến mùa mưa, nước từ trên nguồn đổ về, trên rừng đổ xuống, suối thành con sông đục ngầu, dòng nước dâng cao chảy cuồn cuộn, hung dữ. Ăn uống, tắm giặt, vệ sinh, chăn nuôi, trồng trọt vân vân, tất thảy múc nước suối mà dùng. Hầu hết nhà ở của các khoa, ban bố trí dọc bên bờ suối để tiện việc lấy nước sinh hoạt. Bên kia suối là rừng ma, rừng nguyên sinh. Cây to thì thật to, cao. Dây rừng dài thì thật dài, ngoằn ngoèo, chẳng chịt. Cây nhỡ, cây nhỏ, tầng tầng lớp lớp, lúp xúp đan xen. Đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy được khoảng chục mét. Lá khô, lá mục phủ dày mặt đất, ngập ngang ống chân. Bình thường lính tráng, dân bản chẳng ai bước chân vào rừng ma, mặc dù rừng có nhiều thú và sản vật khác. Khi có người chết, dân bản đưa vào rừng hỏa táng. Tôi ở Lào gần 4 năm nhưng chưa một lần dám vào rừng ma xem hỏa táng. Đứng xa xa nơi bìa rừng nhìn vào, chỉ thấy đám người quần áo sặc sỡ đi đi lại lại lô nhô. Khói xanh khói đen mịt mù bốc lên, bám lơ lửng, tán lá dày đặc âm u. Một tuần nay, đoạn suối chảy qua sau lưng khu lán của khu vệ binh hậu cần, chiều nào cũng đông người xuống tắm. Mấy cậu y tá khoa tôi và khoa nội ngoại cũng kéo nhau lên đó, cởi trần, quần đùi bộ đội ống rộng lùng thùng, cứ nồng nỗng mà diễu qua sân nhà chỉ huy. Mắng mãi mỏi mồm, anh Sự chỉ biết đứng xoa bụng nhìn chúng nó già điếc già lác, lờ lờ từng hàng thẳng tiến. Chả là dạo này có một con khỉ,
cứ chiều chiều từ rừng ma đu truyền ra vắt vẻo ngồi trên cái cây sung to sát bờ suối phía bên kia. Nó hái những quả sung chín sẫm đỏ, nhét vào mồm phồng cả hai má, bòm bẻm nhai. Anh em thi nhau lấy đá cuội dưới suối ném nó. Nó đu tít lên cao, ngồi nhai tiếp, mắt canh chừng. Đoạn suối này rộng, cây sung cao, nên chẳng thằng nào ném tới nó được. Hò hét, hô hoán, suy suyệt đủ kiểu. Nó chẳng chút sợ, thỉnh thoảng lại chuyển xuống thấp, hái quả, ngồi nhai như trêu người. Lính ta lại ầm ầm ném đá, nó né tránh rất tài tình. Có lúc nó còn chộp lấy hòn cuội, đuối đà, gặm gặm thử rồi vứt đi. Bị ném gắt quá, nó lại đu vút lên cao, ngồi nhai nhai, nhìn xuống. Không ai biết thằng Cần mai phục bẫy khỉ từ bao giờ và bẫy bằng cách nào. Chỉ thấy nó từ suối về, quần áo ướt sũng, tay xách cái bao bố miệng buộc chặt, bên trong có con vật giãy giụa lùng bùng. Con khỉ này thuộc giống cái, nó rất hung dữ, khác hẳn lúc ngồi trên cây sung. Ai đến gần là nó nhe răng ra, khạc khạc trong cổ họng, đe dọa. Mấy thằng cầm cành cây chọc chọc, nó giật lấy đưa vào mồm, cắn đứt đôi trong chốc mất chớp mắt. Khiếp quá! Tôi nhớ lại hồi học chuyên khoa nhi, có chú bé bệnh nhân được mẹ đưa vào công viên Thủ Lệ chơi. Vừa cầm cành cây chọc khỉ, liền bị nó vươn ra, túm lấy cổ tay, lôi vào lồng, rồi cắn cụt luôn hai ngón tay. Về đến bệnh viện mà cả nhóm đi chơi vẫn còn hãi hùng, mặt tái xanh. Đừng chọc nó! Thằng Kim y tá khoa khám bệnh gạt mọi người rồi lách vào, cầm quả chuối bóc sẵn một nửa chìa cho con khỉ. Con khỉ tỏ thái độ không thèm lấy, một tay túm cái dây cho đỡ thít vào cổ, một tay túm cành cây đại đu vút lên ngồi, ánh mắt gườm gườm. Đủ mọi thứ ăn được đưa cho nó, nhưng nó không ăn bất cứ cái gì, chỉ thỉnh thoảng uống chút nước. Mấy ngày liền con khỉ nhịn ăn. Thằng Kim cứ rảnh là đến chăm sóc. Thằng này người dân tộc Thái đen, quê ở Thuận Châu, Sơn La. Nó săn bắt thì giỏi nhất bệnh viện, và yêu thương chăm sóc vật nuôi cây trồng thì cũng chẳng ai bằng nó. Con khỉ ngồi trên chạc cây, đôi mắt nâu sẫm luôn cảnh giác đảo nhìn xung quanh. Nể thằng Kim ngày ngày kiên nhẫn dỗ dành, con khỉ đôi lúc dùng chân quơ quơ thức ăn, nhưng sau đó thở ơ buông bỏ, mắt nhìn xa xăm về phía rừng ma. Anh ơi, anh Huệ em mời anh ra ăn cơm. Thằng Tú vệ binh lom dom đứng cửa nói vào. Huệ là trung đội trưởng vệ binh, người quê Thanh Hóa. Đúng lúc tao đang thèm rượu thịt đây. Món gì đấy? Có tiết canh không? Không đánh tiết canh anh ạ. Pha rượu tiết thôi. Thịt con khỉ rồi. Nó chẳng chịu ăn gì. Nó dữ lắm, cứ lồng lộn cắn xé suốt ngày. Thay mất mấy cái dây thừng rồi. Anh Huệ bảo con này già rồi, không thuần dạy được, để lâu nó gầy mất. Ừ, tí nữa tao ra, mày về đi. Ở bên này là như vậy, xa đất nước, tất cả là đồng hương, có gì tươi ngon là mời nhau. Nhiều thì mời toàn bộ đơn vị, từ thủ trưởng, sĩ quan đến lính tráng. Ít thì chỉ mời đến hàng ngũ trưởng các bộ phận. Thịt con khỉ này chắc cũng chỉ đủ mời ban chỉ huy và các chủ nhiệm khoa, ban. Thằng Tú vừa về khỏi, tôi liền kéo thằng Bảo y sĩ đi xuống khu lán bệnh, luồn lối mòn sau lưng phòng khám, tránh cổng vệ binh, đi ra bản cò nòi, đến nhà May Văn,
Anh kết nghĩa của tôi. Ra đó lúc nào cũng có rượu chị nấu. Nhà nghèo chị uống rượu suông, uống nhiều xót ruột thì ăn chút cơm nếp nương ủ trong ép khẩu, dẻo quánh, ngậy thơm. Sáng sớm nay, thằng Kim vào khoa rủ tôi đi rừng. Nó đeo cái ba lô lộn ngược thành cái túi, tay xách cái nỏ mượn của thằng Cần. Thân, cánh nỏ đen thẫm vì máu của các con vật săn được bôi vào. Tôi bụng thì rất thích nhưng giả vờ từ chối. Tao không đi đâu, đi với mày không săn được con gì lại bảo tao vía độc. Yên tâm, đi với em là có ăn. Chỉ cần anh đi sau trật tự là được. Thú rừng nó tinh lắm. Vía tôi độc thật. Từ bé đến lớn chưa bao giờ săn bắt được con gì. Đi câu cá, lúc cá cắn giật lên chẳng có cá mà còn chúi mũi xuống ao, suýt chết đuối mấy lần. Đi câu ếch, lúc thấy con ếch ngậm mồi giật mạnh một phát, vụt ngang mặt bố đứng cạnh xem. Dây câu trùng xuống, con ếch nhà mồi chạy lướt trên cánh bèo ra xa tít, ngồi chồm hổm nhìn vào bờ, mắt nhăng nháo nhìn cái mặt tái dại của tôi. Thường thường ở khoa, đi kiếm mồi là cải thiện. Cải thiện là mọi người lại bảo tôi ngồi nhà lo mắm muối, đừng đòi theo mà phải vía lại về tay không. Thằng Kim đã vào rừng hoặc xuống suối là phòng khám chắc có bữa tươi ngon. Ở nhà cứ chuẩn bị dao thớt, rau cỏ là vừa. Ai cũng thích được đi săn với nó. Kiếm được là chia đôi. Nguyên tắc rừng xanh là vậy. Thật lạ là hôm nay thằng Kim lại rủ tôi đi săn. Tôi hy vọng chuyến này giải được cái vía độc vô duyên của mình. Khỉ khoai, khỉ khoai. Tôi đang dò từng bước đi thận trọng, khẽ khàng thấy thằng Kim hét to lên phía trước, liền hạ thấp người, mắt nhìn lên vòm cây, chân bước rón rén, nín thở. Khỉ khoai, khỉ khoai kìa anh, đi cẩn thận. Thằng Kim lại hét lên. Đâu, đâu, tao có thấy con nào đâu. Mày hét to thế thì bố nó cũng chạy mất, chứ khỉ khoai mà còn à. Bụp, bép, bép. Ôi, chết tao rồi Kim ơi. Chân tôi múc sâu giữa bãi phân trâu to còn mới. Phía trước thằng Kim gập người, ôm bụng cười rũ rợi. Mày còn cười à? Thằng đểu, thấy phân trâu mà còn lừa tao tìm khỉ để tao dẫm vào. Em lừa anh đâu? Em có lừa anh đâu? Không không cái gì. Mày bảo có con khỉ khoai khoai thì tao mới nhìn lên cây chứ. Anh quên à? Tiếng Lào khoai là gì? Khỉ là gì? Em bảo anh thế mà anh còn dẫm vào. Thằng mày. Khổ quá. Tiếng Lào và tiếng dân tộc Thái gọi con trâu là tô khoai và phân là khỉ. Nó bảo là cứt trâu luôn đi lại, còn khỉ khoai, khỉ khoai cái con, khỉ gió nhà nó. Thả nó cứ bảo luôn là cứt trâu. Cay thật. Mình hay lừa nó, giờ nó trả thù. Tức lòi mắt mà không làm gì được thế này. Mò mẫm trong rừng cả buổi sáng không gặp một con gì cả. Thằng Kim quay sang lụi hụi kiếm măng sặt. Măng sặt phải đào khi nó còn đang ở trong đất, ngọn nhú lên là ăn không ra gì. Nó kiếm được lưng ba lô măng mà tôi vẫn không tự tìm thấy một cái nào. Tôi nản lòng ngồi phệt xuống bên khóm sặt, kệ thằng Kim nghiêng ngó xăm soi. Bỗng xoạt xoạt, một con gì vụt qua tôi, lao vào lùm cây lúp xúp. Cáo, con cáo to anh ơi. Qua mặt tôi chứ không qua mắt được thằng Kim. Nó vứt túi măng xuống đất,
vồ lấy cái nỏ, nhanh chóng giương lên lắp tên. Đúng là khôn danh, lanh lợi như cáo. Nó chạy hết bụi này đến bụi khác. Thằng Kim cứ nâng nỏ lên, ngắm lại hạ xuống mà không bắn được phát nào. Thằng Kim theo đuôi con cáo. Tôi bám đít thằng Kim một lúc lâu, lúc chạy, lúc dừng, bờ có hơi tai. Anh ơi, rừng ma, con cáo chạy vào rừng ma rồi. Có vào không anh? Rừng ma, con cáo đã dẫn chúng tôi đến bìa rừng ma. Con cáo kìa. Không đợi tôi trả lời, thằng Kim rẽ cây đi tiếp. Tôi lưỡng lự, giờ quay lại cũng không biết đường, đành bấm bụng theo sát chân nó. Con cáo cứ như chơi trò đuổi bắt với chúng tôi, lúc ẩn, lúc hiện, nhưng không tài nào bắn được lấy một mũi tên. Khỉ, khỉ anh ơi! Thằng Kim đột ngột dừng lại làm tôi chúi mũi vào lưng nó. Tôi lùi lại nhìn xuống chân. Lá rừng rụng ngập mặt đất, làm gì có đống phân trâu nào. Tôi định mắng thằng Kim thì thấy nó đang nhìn lên trên. Tôi nhìn theo. Một con khỉ con lông mọc lua thưa, chưa che hết lớp da, đang treo gập bụng lủng lẳng trên cành cây, đầu trúc xuống, chân tay thõng thượt. Thằng Kim vít cành cây đỡ con khỉ xuống. Nó đã chết, chắc mới chết vì người còn mềm nhũn. Thằng Kim bảo vậy. Nó bẻ mấy cành cây rồi đặt con khỉ nằm lên. Mắt con khỉ nhắm không hết, phủ một lớp màng đục mờ mờ. Da nó xanh, nhăn nheo, nhìn rõ mạch máu đen sẫm bên dưới. Môi trên, mép dưới của con khỉ co lại, hở hai hàm răng nhỏ mới nhú nhe ra. Lợi nó tím nhợt. Nhặt mấy con kiến bu quanh mắt con khỉ con, thằng Kim nói nhẹ như hơi thở bên tai tôi. Con này bị chết đói anh ạ. Thôi, đúng mẹ nó là con khỉ bị thằng Cần bẫy rồi. Đói hơn tuần nay sống sao nổi. Con này còn nhỏ không tự kiếm ăn được, nó còn bú mẹ. Mấy thằng hôm đó đi ăn về bảo là nầm khỉ còn gây hơn nầm chó. Em không đi ăn thịt khỉ à? Không. Anh cũng không ăn ra dù anh bảo ra bàn uống rượu hả? Ông Huệ không chửi cho à? Chắc thằng này ngồi phòng khám nhìn thấy mình lẻn ra ngoài rồi, tôi nghĩ thầm. Còn con khỉ con nào nữa không nhỉ? Tìm quanh đi. Không còn đâu. Khỉ như người chỉ đẻ mỗi lần một con. À, người còn có thể đẻ nhiều hơn, nhưng em chỉ thấy khỉ đẻ một con thôi. Thằng Kim chặt một thân cây to bằng cổ chân, đẽo vát như cái xà beng, rồi gạt đám lá rụng, hì hục đào cái hố sâu. Phải đào sâu sâu, kẻo con gì nó bới xác lên ăn anh ạ. Nó cẩn thận nâng xác khỉ con đặt vào hố, lấp đất đến lưng chừng. Nó moi mấy hòn đá xung quanh xếp chèn lên, rồi mới đắp đất tiếp. Nó dùng cái cây lúc nãy đập cho đất thật chặt, san phẳng, vơ lá khô phủ lên, xoa xoa, dàn đều, làm mất dấu vết. Tôi đứng nhìn nó làm mà cảm thấy như đang bí mật an táng một con người. Thằng Kim buông khúc cây ngồi phịch xuống đất, ôm đầu. Tôi nhìn xung quanh lo lắng tìm lối ra. Rừng rậm rịt, không một lối mòn. Bộp, bộp, bộp. Thằng Kim bỗng như phát khùng, vớ cái nỏ phang mạnh vào gốc cây. Cái nỏ thật cứng chắc, nó đập hàng chục phát mà vẫn trơ trơ. Nó nghiến răng bổ cánh nỏ xuống rễ cây, nối ngoằn ngoèo, nổi ngoằn ngoèo trên mặt đất. Cái nỏ bật lên, đập cho nó một phát vào trán. Nó cáu tiết rút phăng con dao, chặt đứt cây nỏ.
băm bổ, chém thân nỏ, cánh nỏ đến toác ra. Nó vứt dao, ngồi thở dốc. Về. Nó gằn giọng nói trống không rồi đứng dậy, quơ con dao cắm vào vỏ, cúi đầu lầm lũi vạch cây bước đi. Tôi vội bước theo. Được vài bước nó quay lại, tôi né sang một bên. Nó trở lại gốc cây, cúi xuống nhặt cái nỏ. Giờ là một túm tre gỗ, dây nhợ nhùng nhằng. Nó đi phăm phăm mà chẳng cần nhìn. Tôi cứ lặng lẽ bám theo. Cây rừng gai góc nhằng nhịt làm chậm bước nó, nên tôi mới theo kịp. Không biết thằng Kim định hướng kiểu gì mà đi chỉ một lúc đã ra đến bờ suối gần bệnh viện. Đứng bên này nhìn thấy vườn sắn ao cá tăng ra của các khoa, tôi thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Thằng Kim lội băng qua suối ào ào, leo lên bờ, đi như chạy về bệnh viện, bỏ mặc tôi phía sau như không biết có tôi đi cùng. Đến đây thì tôi cũng không cần nó nữa. Mặc dù cảm giác rờn rợn vì rừng ma ngay phía sau làm tôi lập cập lội suối mấy lần suýt ngã. Vừa về đến khu lán ở của Khoa, chưa kịp thay quần áo thì thấy thằng Quân hộ lý hớt hải chạy về lắp bắp. Anh đi rừng với ông Kim à? Ông ấy không săn được gì, về cáo quá choảng. Ông cần. Thằng này thường ngày vẫn nói lắp, nhưng hôm nay nó lắp nhiều hơn. Không kịp cười, tôi vọt ngay lên khu vệ binh. Thằng Cần đang ngồi bệt đít xuống hè, lưng dựa cột, một bên má nó đỏ rực, một bên vai áo rách toạc xuống, hở cả mảng da chảy xước, rớm máu. Mấy người đang đứng quanh như che chắn cho nó. Anh đi rừng với thằng Kim làm sao mà để nó về tự nhiên đánh em, tát em, đập cái nỏ vào em. Nó băm nát cái nỏ của em nữa. Nó cứ liệu hồn đấy. Nó đâu rồi? Vệ binh lôi nó về phòng khám rồi. Hôm nay nó ăn phải quả rừng độc à? Ừ, nó ăn cái lá gì ấy. Mọi người đừng nói gì vội, để tôi xuống giải độc. Tôi có thuốc đây rồi. Ông ra phòng khám ngay đi, kẻo nó đập phá ngoài đó. Ngày thường thân nhau lúc nào cũng sát sạt như răng với lợi thế, mà hôm nay lên cơn rồ đấm đá. May mà hôm nay các thủ trưởng lên mặt trận họp, chứ ở nhà thì bỏ bố cả lũ. Đội trưởng Huệ lo lắng, vừa nói vừa đẩy lưng tôi thúc đi gấp. Thằng Kim vẫn mặc nguyên bộ quần áo vừa đi rừng về, nằm chéo trên giường, hai chân thõng xuống đất, hai tay chắp sau gáy, mắt nhìn lên mái nhà. Mọi người đang đứng cạnh thấy tôi đến thì tản ra. Tôi nháy mắt cho mọi người ra hết. Thôi, mày trả thù cho mẹ con nhà khỉ thế là đủ rồi. Mày đập gãy cái nỏ kiếm ăn của nó, lại còn phang suýt gãy tay nó. Không được làm gì nữa đấy. Để tí nữa anh sang nói cho thằng Cần hiểu. Tôi quay lại đội vệ binh, nói nhỏ vào tai thằng Cần. Nó đứng dậy, cầm cái nỏ gãy, dúi vào bếp, rồi bước ra sân, giật mớ quần áo phơi trên dây, vắt lên vai, lùi lũi đi xuống suối. Nguyễn Trọng Quỳnh. Mùa Vu Lan năm 2023. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của
quý bạn.